cấp đi vào bài học số 4 về sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Chúng ta cũng tìm hiểu về khái niệm đám mây electron, tìm hiểu về orbital nguyên tử. Thứ nhất là về sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Thì electron trong nguyên tử nó chuyển động mới có hai cái đặc tính quan trọng, đó là vận tốc của nó rất lớn, hay là ta nói gọn là rất nhanh. Cái đặc tính thứ hai của electron trong nguyên tử đó là chuyển động của nó là chuyển động ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên có nghĩa là gì? Chuyển động ngẫu nhiên có nghĩa là như thế này. Bây giờ các em trở về với chương trình vật lý của lớp 10 đã. Khi mà học đến chuyển động thì chúng ta biết là trong thế giới vĩ mô, tức là thế giới của những vật có kích thước lớn và hàng ngày chúng ta vẫn gặp, thì đối với vật chuyển động thẳng đều thì phương trình về ly độ của nó sẽ là x bằng x không là cái ly độ ban đầu cộng với cái vận tốc chuyển động nhân với thời gian t. Với x không và v là các cái hằng số, thì như vậy với một giá trị t nào đó ta có thể tính được x bằng bao nhiêu. Thế nên ta có thể nói được rằng là ở thời điểm 5 giây thì vật ở ly độ là 10 mét. Đây vật có tọa độ ở vị trí là 10 mét so với cái tốc vị trí. Thế nhưng mà khi chuyển từ thế giới vĩ mô sang thế giới vi mô, tức là thế giới của những vật rất là nhỏ bé như là nguyên tử, phân tử hay là electron, thì cái đặc tính này không còn tồn tại. Trong thế giới vi mô thì không có hàm số thể hiện mối liên hệ giữa vị trí của vật và thời gian của vật nữa. Do vậy người ta cũng không thể nói được là tại thời điểm 5 giây vật ở vị trí, electron ở vị trí là bao nhiêu. Không thể nói được là ở thời gian 10 giây thì electron đang ở vị trí nào. Người ta không thể tính được. Đó, đấy chính là cái đặc tính về ngẫu nhiên, tức là không tồn tại hàm liên hệ giữa ly độ hay là vị trí x và thời gian t, cũng như là không tồn tại mối liên hệ giữa vận tốc với thời gian, về thời gian với gia tốc, thời gian với quãng đường, vân vân. Giữa chúng không tồn tại hàm liên hệ. Và vì không tồn tại liên hệ như vậy, ta không thể nói được là ở thời điểm này vật ở vị trí nào. Thế thì ta cũng không thể dự đoán hay là không thể vẽ ra được cái quỹ đạo chuyển động của vật. Không thể. Dự đoán. Được. Quỹ đạo chuyển động của electron. Thầy cũng giải thích thêm câu này. Chúng ta không thể dự đoán được quỹ đạo chuyển động của electron trong nguyên tử, chứ không phải là electron chuyển động mà không có quỹ đạo, giống như cái câu nói trong sách giáo khoa khóa của lớp 10. Nếu chúng ta trước khi electron chuyển động thì chúng ta không thể dự đoán được quỹ đạo của nó sẽ ra sao, do chúng ta không biết là ở thời điểm 5 giây thì vật ở vị trí nào, thời điểm 7 giây thì vật ở vị trí ra sao. Nhưng sau khi nó đã chuyển động rồi thì hiển nhiên chúng ta sẽ xác định được quỹ đạo của nó chứ. Cũng như thế này, cái đồng xu chúng ta tung lên và khi rơi xuống thì là ngẫu nhiên, có thể sắt, có thể ngừng. Chúng ta không thể nói được rằng lần thứ 3 tôi tung lên thì đồng xu sẽ sắt hay ngừng, mà chỉ biết là xác suất 50% sắt và 50% ngừng. Tuy nhiên thì sau khi đã tung lên rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể thống kê, và chúng ta có thể nói được là ở lần thứ nhất thì tôi được sắt hay ngừng, lần thứ hai tôi được sắt, lần thứ ba tôi được ngừng, lần thứ tư tôi được sắt, lần thứ năm tôi được sắt, lần thứ sáu tôi được sắt, lần thứ bảy, lần thứ tám tôi được ngừng. Vậy thì electron chuyển động một cách ngẫu nhiên trong nguyên tử có nghĩa là không tồn tại hàm liên hệ giữa vị trí hay là giữa ly độ và thời gian, và dẫn đến không thể dự đoán được quỹ đạo chuyển động, chứ không phải là
chúng ta cần hiểu cho rõ vấn đề như vậy. Và cái khái niệm thứ hai đó là đáng lý không? Đáng lý không là gì? Chúng ta nhìn vào cái đặc tính thứ nhất về sự chuyển động của hệ thống, đó là nó chuyển động rất nhanh, vận tốc của nó cực kỳ lớn. Mà khi vận tốc của nó lớn như vậy thì các hình dung chuyển sang thế giới vĩ mô kẻ ác. Vào mùa hè khi các quan sát cái cánh quạt nó qua thì chúng ta không phân biệt được cánh nào với cánh nào nữa, chúng ta cứ hình dung nó như một cái liền khối vậy. Hay là nhìn vào cái la la xe đạp, các em sẽ thấy hình như lúc chuyển xe sẽ chuyển động, chúng ta không phân biệt được cái la la nào và cái la la nào. Và thậm chí là khi nhìn vào bánh xe ô tô, do vận tốc của nó khá lớn nên là đôi lúc chúng ta có cảm giác hình như cái bánh xe đang quay ngược trở lại, thì đấy chỉ là cảm giác móc mà thôi. Thì electron ấy lại chuyển động với vận tốc lớn hơn rất nhiều lần so với chuyển động của bánh xe đạp. Thế thì tại một cái thời điểm ngắn ngủi nào đó chỉ có một electron thôi, do nó chuyển động rất nhanh, nên nếu xét trong một vùng không gian nào đó mà ở đó electron có mặt nhiều nhất, xác suất có mặt ở đó là nhiều nhất, thì ta có cảm giác như là có rất nhiều electron đang chuyển động mà thực tế chỉ là có một hoặc là hai electron thôi. Nhưng nó chuyển động nhanh quá, nhanh đến mức độ mà chúng ta có cảm giác như là ở một thời điểm tích tắc nào đó electron đang hiện hữu ở khắp mọi nơi trong cái một không gian này, thì ta gọi đó là đám mây electron. Chúng ta sang cái khái niệm thứ ba, đấy là orbital nguyên tử. Orbital nguyên tử là gì? Đó là một cái thuật ngữ mà không được dịch hoàn toàn sang tiếng Việt, bởi người ta rất khó tìm được một cái từ nào đó tương đương với cái từ orbital này mà lại mô tả đúng cái ý nghĩa của nó, nên người ta vẫn phiên triển và sử dụng là orbital thôi. Vậy orbital là gì? Chúng ta biết là chuyển động của electron trong bản nhân là, xin lỗi, chuyển động của electron trong nguyên tử là chuyển động ngẫu nhiên, và ta không thể vẽ được cái dự đoán cái quỹ đạo. Thế nhưng mà nó không chuyển động, không có nghĩa là nó trải đều trong không gian, mà trong một cái khoảng nào đó, một cái giới hạn, cái phần không gian giới hạn nào đó, thì xác suất bắt gặp của nó là lớn nhất, tức là nó vẫn thường xuyên có mặt ở cái vùng không gian đó nhiều hơn so với các cái vùng không gian khác. Thế thì ta mới ghi là orbital là gì? Là cái vùng không gian mà ở đó xác suất bắt gặp, hay chúng ta dùng cái từ là có mặt vậy, của E là lớn nhất. Và thông thường là nó lớn hơn một tầm 90% số thời gian có mặt ở trong đây. Thế thì có nhiều loại orbital, thế nhưng mà chúng ta quan tâm đến hai cái loại orbital quan trọng và phổ biến, đấy là cái loại orbital nhé. Có một cái vùng không gian dạng hình cầu với tâm chính là tâm của hạt nhân nguyên tử, mà ở đó xác suất bắt gặp của electron là lớn nhất. Vậy thì cái vùng không gian hình cầu mà những cái electron thường xuyên có mặt ở đây, người ta gọi nó là orbital nhé.
Sở dĩ người ta đặt tên là S là vì xuất phát từ cái từ tiếng Anh sắc, có nghĩa là sắc nét. Liên quan đến câu chuyện cái hình ảnh quang phổ thu được từ các cái Obita, xin lỗi, từ các cái electron trong Obita nhắc này có hình ảnh rất sắc nét, và vậy người ta đặt là Obita nhắc. Thì thế nào là quang phổ và ứng dụng quang phổ để làm gì, thì các em học nó trong cái chương trình vật lý của lớp 12. Cái loại orbital thứ hai đó là orbital p. Đó là những cái orbital có hình số 8 nổi. Đây là trên mặt bảng nên thầy không thể hiện được cái hình số 8 nổi. Thì các hình dung là nó là hình số 8 nhưng là theo cái không gian 3 chiều. Trong đó tân của nó trùng với tân của trùng với hạt nhân nguyên tử, và có ba loại orbital là orbital x, orbital y và orbital z. Sở dĩ như vậy là bởi vì ba cái loại orbital p này tạo thành ba cái hình số 8 rồi, mà một hình thì nằm trên trục ox nếu tân của nó là o, một hình còn lại sẽ nằm trên trục oy, và hình thứ ba sẽ nằm trên trục oz. Nên ta có các orbital px, py và pz được định hướng theo ba hướng x, y, z giống như hệ trục tọa độ vuông góc ox, y, z trong không gian vậy. Các cái hình dạng của các orbital khác chúng ta không quan tâm với hai lý do: ít gặp, nó phức tạp và nó không có tính quy luật. Thế tại sao chúng ta lại phải nghiên cứu về sự chuyển động của electron trong nguyên tử, và tại sao chúng ta lại phải để ý đến đám mây electron và để ý đến orbital nguyên tử? Là bởi vì khi nghiên cứu về đám mây electron và khi nghiên cứu về orbital nguyên tử, nó sẽ giúp chúng ta dần dần giải thích được sự hình thành các cái liên kết hóa học, giúp chúng ta giải thích được đặc tính của liên kết, tức là độ mạnh yếu của liên kết, cũng như giúp chúng ta giải thích được cái cấu trúc hình học, tức là cái cấu trúc không gian của cái các cái phân tử mà có nhiều nguyên tử. Thì những cái vấn đề đó các em sẽ được tìm hiểu kỹ hơn trong lý thuyết ở những cái bài học tiếp theo.